Ông chủ Asanzo lên tiếng, 70-80% phần cứng sản phẩm TV nhập từ nước ngoài. Ngày 23 tháng 6, ông Phạm Văn Tam, CEO công ty cổ phần tập đoàn Asanzo cho biết, sau khi báo chí đưa thông tin Asanzo dùng hàng Trung Quốc, đội lốt hàng Việt thì bản thân ông rất buồn. Bởi, Asanzo là thương hiệu Việt Nam được phát triển tâm huyết. Tôi không thể im lặng lúc này, Asanzo là đứa con tinh thần của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho truyền thông các cơ quan chức năng để mọi người hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất. Những thông tin trên báo có thể gây hiểu lầm về thương hiệu và sản phẩm Asanzo, ông Tam nói. Theo ông Tam, mục tiêu kinh doanh của Asanzo là mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm TV, máy lạnh chất lượng, giá cả hợp lý. Với mục tiêu đó, Asanzo có sử dụng những linh kiện, nguyên liệu từ trong nước và nước ngoài. Trong đó có linh kiện, nguyên liệu từ Trung Quốc, Đài Loan để lắp ráp TV, máy lạnh. Về việc báo chí thông tin Asanzo cố ý xóa bỏ dấu vết, Made in China trên panel LCD không hiển thị màn hình tinh thể lỏng, ông Tam chia sẻ, theo quy trình của Asanzo, panel LCD là một linh kiện bên trong của TV và các công nhân không gỡ bỏ tem sườn có chữ Made in China trên linh kiện này. Công nhân chỉ dán thêm tem bảo hành cho linh kiện panel LCD. Chúng tôi không việc gì phải xóa chữ Made in China đi cả, bởi bộ phận này sẽ nằm bên trong phần vỏ nhựa bao bọc bên ngoài. Chẳng lẽ chúng tôi nuôi hàng ngàn công nhân chỉ để xóa chữ thôi sao? Quy trình thực hiện của chúng tôi hoàn toàn không có điều này. Chúng tôi chỉ dán dòng chữ xuất xứ Việt Nam ở bên ngoài sản phẩm hoàn thiện, điều này là phù hợp với quy định hiện hành, ông Tam trình bày. Theo ông Tam, nhiều hãng sản xuất điện tử lớn trên thế giới cũng đang phải nhập linh kiện từ nước ngoài. Trong đó, Trung Quốc là thiên đường nhập hàng của các hãng điện tử. Hiện nay, 70 đến 80% phần cứng của TV Asanzo là nhập từ nước ngoài phần còn lại được sản xuất trong nước riêng phần mềm tv thì được nghiên cứu sản xuất hoàn toàn ở việt nam nếu các doanh nghiệp cung cấp linh kiện điện tử ở việt nam có thể sản xuất được những linh kiện chất lượng giá cả phải chăng thì chúng tôi chẳng dại gì phải đi nhập từ nước ngoài cả việc sản xuất màn hình thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể sản xuất được nhưng vốn đầu tư lớn và rất ô nhiễm môi trường nên chúng tôi không thể bất chấp để sản xuất ở việt nam ông tam nhấn mạnh Lý giải về dòng chữ quảng cáo, đỉnh cao công nghệ Nhật Bản, ông Tam chia sẻ, dòng chữ này có ý nghĩa là dây chuyền sản xuất tại nhà máy được kiểm soát bằng công nghệ Nhật Bản. Đây là các công nghệ được chuyên gia Nhật Bản chuyển giao. Cụ thể, công nghệ này sẽ kiểm soát việc lên truyền của sản phẩm, kiểm soát các tiêu chuẩn vệ sinh bo mạch, sơn, xem chúng có an toàn hay không. Trả lời về việc nhập nguyên con, các sản phẩm điện gia dụng rồi dùng thương hiệu Asanzo bán ra thị trường, thì CEO Phạm Văn Tam cho rằng, sau khi các doanh nghiệp nước ngoài được hưởng những chính sách thuế ưu đãi, theo các hiệp định thương mại thì Asanzo đã không thể cạnh tranh nổi. Asanzo đã chuyển từ lắp ráp sản phẩm sang vai trò đối tác thương mại, tức sản phẩm của Asanzo được gia công ở nước ngoài, rồi nhờ các công ty phụ trợ nhập về Việt Nam và bán lại cho Asanzo. Việc nhờ đơn vị khác nhập khẩu dùm nhằm đảm bảo sự linh động của nguồn vốn. Hiện đang có gần 100 công ty phụ trợ trong nước cung cấp hàng cho Asanzo tuy nhiên ông tam thừa nhận Asanzo đang kiểm soát đầu vào của các nhà cung cấp chưa được chặt chẽ vì lo theo đuổi việc quảng bá chăm sóc khách hàng ngay trong tuần sau doanh nghiệp này sẽ giả soát lại toàn bộ năng lực chất lượng của các công ty phụ trợ để cải tổ lại hệ thống công ty phụ trợ nào không đạt chất lượng sẽ ngừng hợp tác thông tin với dân trí về việc hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao tước danh hiệu của Asanzo, ông tam cho biết thương hiệu này được bình chọn là hàng việt nam chất lượng cao là đúng theo quy định của hội Tuy nhiên, từ đầu năm 2018 đến nay, Asanzo chỉ tập trung vào sản xuất TV và không còn sản xuất hàng gia dụng. Đáng lẽ khi không còn sản xuất hàng gia dụng, thì chúng tôi nên trả lại danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao cho hội. Nhưng chúng tôi lại chưa trả dẫn đến việc bị tước danh hiệu. Riêng sản phẩm TV, thì chúng tôi sẽ tự xây dựng và tự chịu trách nhiệm trước người tiêu dùng, ông Tam nói. Đại Việt, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.